bước sang ngày 21 tháng 1 âm lịch, thần may mắn sẽ tìm đến những con giáp này, ban cho phúc lộc cực lớn, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 21 tháng 1 âm lịch năm 2024 là ngày Giáp Tý. Trong ngày 21 tháng 1 âm lịch, đây là những con giáp cực kỳ là may mắn trong cuộc sống vì được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, thu nhập của các con giáp này sẽ không ngừng tăng lên, tiền bạc thì cứ đổ về chật két. Vì thế, các bạn hãy nắm bắt lấy cái cơ hội này để xông pha ra mà kiếm tiền. Một số người còn có thể trau dồi thêm kiến thức, học hỏi thêm được những kỹ năng mới trong ngày hôm nay để phục vụ cho cái việc kiếm tiền ở trong tương lai. Trong ngày 21 tháng 1 âm lịch này thì cái chuyện tình cảm của các bạn cũng đẹp hết ý, không có cái chỗ nào để chê được. Hạnh phúc thì ngập tràn, gia đình thì thuận hòa, tài lộc thì dồi dào, tiền vào như nước. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay, ngày 21 tháng 1 âm lịch, ngày Giáp Tý. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân được gặp cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Những người tuổi Thân trong thời gian này có nhiều cái cơ hội mở ra đối với mình, báo hiệu một khoảng thời gian vô cùng là thuận lợi. Nếu mà những người tuổi Thân biết nắm chắc cái thời cơ ấy, thì cái việc gặt hái được cái thành công chỉ nằm trong tầm tay các bạn mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện là tam hợp, Thân, Tý, Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ, mà bản mệnh làm gì cũng được suôn sẻ, hanh thông. Nhiều cái mục tiêu đặt ra từ trước đó cũng đều được tiến triển khá là tốt. Các bạn có thể đặt ra những cái đích đến và cái tham vọng hơn nữa cho mình. Khả năng vượt lên trên đồng nghiệp, đối thủ cũng vô cùng cao trong cái thời gian này. Quan hệ xã giao của những người tuổi Thân trong cái ngày 21 tháng 1 âm lịch cũng là cái yếu tố quan trọng giúp cho bản mệnh không phải sợ bất cứ cái điều gì, bất cứ khó khăn hay là bất cứ cái thử thách nào. Trên phương diện tài lộc thì cũng khá là khả quan, khi mà những người đi làm công ăn lương cũng sẽ dễ nhận được những khoản thưởng nóng, hoa hồng. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ tìm ra cái phương hướng làm ăn chính xác, là người đi tiên phong, kiếm về cái lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn so với đối thủ. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng không có gì đáng lo ngại, khi mà vợ chồng các bạn luôn biết bao dung, quan tâm, tha thứ cho nhau và biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà cân nhắc cái vấn đề. Gia đình hạnh phúc chính là cái động lực giúp cho các bạn tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai không ai khác thì đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Thìn trong cái ngày 21 tháng 1 ngày Giáp Tý thì có thiên tài nó chiếu mệnh. Nhờ có vận thiên tài nên là những người tuổi Thìn khá là thông minh, suy nghĩ lạc quan nhưng mà vẫn còn nhiều cái thiếu sót trong cái công việc. Tuổi này dễ gặp may mắn nhưng cũng dễ gặp xui xẻo. Nếu như mà các bạn không biết nắm vững lấy cái vận may của mình, làm gì thì cũng nên gì khiêm tốn thì mới có thể phát triển được. Trong cái ngày 21 tháng 1 âm lịch này, cái vận trình của những người tuổi Thìn có không có cát, tốt nhất là bản mệnh vẫn nên thận trọng trong mọi cái việc đấy. Dù khi thuận lợi thì cũng chớ nên lơ là, kẻo lại vướng vào những cái sự cố bất ngờ nó xảy ra. Bên cạnh đó, nhờ được cục diện tam hợp nó phù trợ mà các bạn cũng sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành tích đáng mừng. Quan hệ xã giao thì hài hòa, giúp cho các bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Thậm chí các bạn còn có thể gặp được những cái người đồng chí hướng trong khoảng thời gian này, đôi bên hợp tác vô cùng ăn ý, đem lại cái lợi ích lớn hơn so với dự tính trong tương lai. Về mặt tài lộc thì cũng có những cái điểm sáng đáng kể. Công việc thuận lợi tất nhiên là nó cũng kéo theo cái tiền bạc được thăng tiến. Các bạn không thiếu các khoản hoa hồng, thưởng nóng khi mà thực hiện những cái công việc cũng như là dự án của mình. Những người làm ăn kinh doanh thì cũng gặp nhiều cái điều thuận lợi khi mà mở rộng cái thị trường và đối tượng khách hàng đấy. Nhờ có cái tầm nhìn xa trông rộng mà các bạn biết được mình cần phải làm gì để kiếm tiền để túi rất giả hơn. Bên cạnh đó, con đường tình cảm của những người tuổi Thìn trong thời gian này thì cũng được cục diện tam hợp nó chiếu cố, nó giúp đỡ. Vậy nên, những người cho đi mà không cần nhận lại thì chính là những người giàu nhất thế gian, đó chính là những người tuổi Thìn. Luôn sống hết mình vì mọi người xung quanh,
Nên không ai có thể trách móc gì được những người tuổi Thìn trong cái thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là những người tuổi Sửu. Trong cái ngày 21 tháng 1 ngày Giáp Tý thì những người tuổi Sửu được cục diện Tý Sửu là tam hợp. Lại được cục diện là gì? Hợi Tý Sửu là cục diện tam hội. Nhờ có cục diện lục hợp và tam hội để nâng đỡ, công việc của bản mệnh có những cái bước tiến triển rõ ràng. Nói chung ấy, những người tuổi Sửu thông minh, nhạy bén, biết cách làm ăn, vun vén cho cái sự nghiệp của mình. Những bạn mà đang làm ăn xa nhà, tuy bước đầu vất vả một chút, nhưng mà các bạn đừng lo, về sau sẽ có quý nhân giúp đỡ. Bên cạnh đó, con đường tình cảm của những người tuổi Sửu ấy cũng may mắn không kém. Vợ chồng thì hòa hợp, thấu hiểu cho nhau từ chân tơ kẽ tóc. Nói chung ấy, trong thời gian này những người tuổi Sửu khá là chăm chỉ, đảm đang, lo hết việc nhà của hai bên. Còn nam mệnh tuổi Sửu thì vượng duyên, đi ra ngoài thì rất dễ được những người khác để ý. Cùng với công việc thuận lợi thì tài vận của những người tuổi Sửu cũng có nhiều cái khởi sắc. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay thì có tài tinh nó soi chiếu. Chính tài không chỉ ổn định mà có xu hướng gia tăng. Cái điều này đồng nghĩa với việc là quý vị có cơ hội được tăng lương tăng thưởng đang cận kề. Vậy nên quý vị hãy chủ động nắm bắt lấy. Bên cạnh đó, về mặt thứ tài mặc dù chưa thực sự ổn định nhưng mà cũng có những cái chiều hướng gia tăng. Đó cũng là cái tín hiệu đáng mừng cho những cái dự án kinh doanh đầu tư của những người tuổi Sửu. Có điều là gì, quý vị không nên đầu tư ở cái hạng mục mang cái tính chất rủi ro cao và cái quy mô vượt quá cái sức của mình, kẻo lại lạc quá sinh bi, tiền đến tay rồi lại mất đi ngay tức khắc. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh buôn bán trong cái thời gian này của những người tuổi Sửu cũng khá là khả quan. Bản mệnh thì muôn may bán đắt, quy mô lớn nhỏ đều đạt được những cái mức doanh thu như mong muốn. Nói chung ấy, trong thời điểm này cái sức tiêu thụ cũng khá lớn, chỉ cần quý vị nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường thì sẽ gì, hai tay hái ra tiền. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn, tài lộc suốt năm cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 21 tháng 1 ngày Giáp Tý thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung trong ngày 21 tháng 1 âm lịch ngày Giáp Tý thì dự báo có thiên tài là chiếu mệnh, nên những người tuổi Tuất sẽ gặp được cái may mắn nếu như mà có sản nghiệp thừa kế từ gia đình hoặc là gì, làm theo người tay trái. Nhưng mà nếu mà quý vị lười biếng hay khoe khoang thì không cái nào được chọn vẹn cả, và đây cũng là một cái ngày mà quý vị dễ mất tiền bạc. Bên cạnh đó, đường tình cảm của những người tuổi Tuất thì trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm, do gặp cục diện là gì, thủy hỏa là xung khắc. Nếu mà cảm thấy bên người bạn yêu ấy không được tôn trọng thì quý vị nên có cách suy nghĩ để tốt cho cả hai bên. Những người mà có gia đình thì dễ bị hàng xóm soi mói, nói xấu, chia rẽ tình cảm vợ chồng. Nói chung trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng đó. Có thể những người tuổi Tuất phải cẩn thận trong cái chuyện giao dịch liên quan đến tiền bạc, vì khả năng kiểm soát chi tiêu của bạn trong thời gian này cũng khá là kém. Tiêu pha cần phải có cái điểm dừng, đừng có mua những cái món đồ vì ham rẻ hoặc là gì, hoặc là đồ giảm giá, cái số tiền đó nên cất đi thì hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày 21 tháng 1 ngày Giáp Tý thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong ngày 21 tháng 1 âm lịch ngày Giáp Tý thì những người tuổi Hợi được thiên ấn nó trợ lực, nên là những bạn làm quản lý, những bạn làm quan chức sẽ gặp được cái thuận lợi. Đường đi thì có quý nhân phù trợ, tuổi này làm việc gì cũng được khôn ngoan, nhạy bén, nhưng mà thiếu một chút khéo léo trong giao tiếp thì sẽ được thành công cao hơn. Thêm nữa, lại được cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên là các mối quan hệ cũng rất là gì, thuận buồm xuôi gió.
quý vị đã biết dành thời gian để chăm chút cho bản thân, quan tâm đến gia đình để cuộc sống nó dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, với cái tính tình cởi mở của những người tuổi Hợi cũng sẽ thu hút được nhiều người bạn mới và giúp ích cho công việc sau này. Quan hệ xã giao của những người tuổi vợ Hợi. Quan hệ xã giao của những người tuổi Hợi hài hòa, ký kết được hợp đồng một cách nhanh chóng, tài lộc thì dồi dào. Đang lúc may mắn này thì các bạn hãy chú tâm mở rộng và phát triển cái công việc của mình, nhất là những người đang theo đuổi những cái ngành như là gì, kinh doanh buôn bán du lịch ý, thì kiếm tiền cũng khá là dễ dàng hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và cái tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đúng không ạ? Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay thì được chính tài nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Mùi sẽ may mắn đẩy mình. Những người tuổi này đi làm rất chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối nên rất được lòng cấp trên. Một số người còn may mắn được thừa hưởng cái tài sản, cái sản nghiệp của gia đình thì lại càng nhạy bén, dễ kiếm được tiền về để túi, tình để tim. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì cái vận trình công việc của những người tuổi Mùi ấy, nói chung ấy, có nhiều cái biến chuyển tích cực. Tất cả là nhờ cái sự uy tín mà các bạn đã gây dựng từ trước đến nay. Nên đây được coi là một cái thời điểm mà quý vị gặp được nhiều cái may mắn. Nói chung ấy, thời gian này thì quý vị cũng nên tin tưởng mình hơn trong các dự án. Khi mà được cấp trên giao cho những nhiệm vụ ấy, thì quý vị cố gắng hoàn thành mà thật tốt. Trong cái ngày này thì những người tuổi Mùi nói chung ấy cũng được gì tạo nhiều cái động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân. Cũng như là gì giúp các bạn vượt qua những cái nghi hoặc về khả năng của mình. Nhờ đó mà các bạn sẽ khẳng định cái vị trí của mình là đúng đắn. May mắn là trong giai đoạn này, nếu mà gặp khó khăn ấy, thì ngay lập tức có người chia sẻ thông tin cho bạn lời khuyên hữu ích để các bạn tìm ra cái giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, quý vị đừng quá nhờ dựa vào những lời khuyên này. Quý vị hãy cần gì áp dụng vào cái hoàn cảnh thực tế của mình. Đấy. Trước tiên, quý vị cần nỗ lực tìm cách, sau đó mới nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác. Lúc đó các bạn mới khám phá ra được nhiều cái điều hay ho. Khi mà chưa thực sự bắt tay vào thực hiện ấy, thì không nên vội vàng hỏi làm gì cả. Trong thời gian này, cái tình hình tài chính của những người tuổi Mùi đã được cải thiện đáng kể. Một số người sẽ trả được những khoản nợ từ trước đó. Vậy nên đây cũng là một cái ngày mà được nhiều cái cát tinh nó soi chiếu, tạo điều kiện thuận lợi để bản mệnh có cái cơ hội được phát tài phát lộc. Thậm chí có người còn được cho tiền từ người thân hỗ trợ cho các bạn mượn những cái món đồ lớn và có một cái cơ hội mới mở ra. Đấy, đòi hỏi các bạn phải quyết định nhanh, đừng có để cơ hội nó vụt bay qua mất. Nói chung trong thời gian này ấy, thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 1 âm lịch, ngày Giáp Tý. Và trong cái ngày 21 tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thân, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Sửu, 4 tuổi Tuất, 5 tuổi Hợi và 6 là những người tuổi Mùi. Đó là những con giáp được lộc trời cho dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 21 tháng 1 âm lịch, ngày Giáp Tý. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.